Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 159, với đề bài như sau. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật? Có 7 đặc điểm được đưa ra như sau. A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. B. Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài. C. Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau. D. Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài, phân bố ở các nơi xa nhau. E. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau. G. Quần thể có thể có khu vực phân bố rất rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sông, núi, eo biển. Và H. Trong quá trình hình thành quần thể, tất cả các cá thể cùng loài đều thích nghi với môi trường mới mà chúng phát tán tới. Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể xem lại lý thuyết thế nào là quần thể sinh vật. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định vào một thời gian nhất định. Quần thể có khả năng sinh sản, tạo thành thế hệ mới. Và lời giải chi tiết như sau. Chúng ta sẽ xét từng đáp án một. Đáp án A, quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. Đáp án A chưa nêu rõ các cá thể sinh vật này là cùng loài hay khác loài. Do vậy chưa thể khẳng định được đây là một đặc điểm có thể có ở quần thể. Và như vậy đáp án A sai. Đáp án B, quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài. Đáp án B đã nêu rõ là tập hợp các cá thể cùng loài. Và đáp án này cũng chính là đặc điểm được nêu ra ở trong khái niệm quần thể sinh vật mà chúng ta vừa nhắc lại. Đáp án B đúng. Đáp án C, các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau. Tương tự như đáp án B thì đây cũng là một đặc điểm được nêu ở trong khái niệm quần thể sinh vật. Do đó đáp án C đúng. Đáp án D, quần thể sinh vật gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau. Đáp án D sai, bởi vì theo khái niệm về quần thể sinh vật thì các cá thể cùng loài này cùng phân bố, cùng sinh sống ở trong một khoảng không gian xác định chứ không phải là ở các nơi xa nhau. Do đó đáp án D sai. Đáp án E, các cá thể trong quần thể sinh vật có kiểu gen hoàn toàn giống nhau. Như chúng ta đã biết thì các cá thể có kiểu gen giống nhau là những cá thể được sinh đôi, sinh ba, sinh bốn cùng trứng. Còn trong tự nhiên thì không thể tìm thấy hai cá thể có kiểu gen giống nhau hoàn toàn. Do đó, các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau là một đặc điểm không thể tìm được, không thể xảy ra. Do vậy mà đáp án E sai. Đáp án G, quần thể có thể có khu vực phân bố rất rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sông, núi, eo biển. Đáp án này cũng là một đáp án chính xác, bởi vì quần thể có thể có khu vực phân bố rất rộng đối với các quần thể, các loài có giới hạn sinh thái rộng. Chúng sẽ thích nghi với nhiều điều kiện tự nhiên khác nhau, do đó khu phân bố của chúng cũng sẽ rộng hơn đối với các loài mà có giới hạn sinh thái hẹp. Đáp án H, trong quá trình hình thành quần thể, tất cả các cá thể cùng loài đều thích nghi với môi trường mới mà chúng phát tán tới. Đáp án này cũng hoàn toàn chính xác, bởi vì trong thời gian hình thành quần thể, đấy là một quãng thời gian đủ dài, diễn ra quá trình chọn lọc thì những cá thể nào thích nghi sẽ tồn tại, còn những cá thể nào mà không có những đặc điểm thích nghi thì sẽ bị yếu dần rồi sẽ bị chết. Do vậy, khi mà đã hình thành được quần thể rồi thì điều đó cũng có nghĩa là trong quần thể chỉ tồn tại các cá thể có những đặc điểm thích nghi với môi trường mà chúng phát tán tới. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 159.